và Thông Trần đây quý vị ơi, trở lại với quý vị một cái listing mới của Trúc Trương và Thông Trần. Một căn nhà detached, townhouse theo cái dạng giống như là nhìn nó giống như single family vậy quý vị ha. Nhưng mà ở trong khu không có cổng, thành ra cũng không có phải quý vị sợ là ngại bất tiện đâu quý vị nha. Thì cái căn nhà này với giá bán là 639.900 nha quý vị. Nhà xây năm 1992. Nhà có 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, nhà 2 tầng. Diện tích nhà ở là khoảng 1.742 square feet, cái lot size khoảng 3.000 square feet nha quý vị. Nhà này thật sự trong cái khu mà nó nhỏ nhỏ thôi, không có quá lớn đâu quý vị ha. Khoảng chừng 24 căn nhà trong cái khu community này ha quý vị. Thì cái SOE ở đây đó khoảng 393 đồng một tháng nha quý vị. Thì phía Trúc Trương đang đứng phía trước của căn nhà ha. Quý vị thấy ở đây có cái hai car garage thoát vô trong nhà, vô trong cái kitchen á, của cái bếp của trong nhà. Phía trước nhà rất là cao ráo, nhà có mấy ngói đàng hoàng nha quý vị. Nhà xây năm 92 thành ra vẫn còn coi như là quý vị thấy vẫn còn mới đó, không hơn cái đời nó vẫn còn mới lắm. Thì quý vị thấy khu hàng xóm đó, trong cái khu community này mình có thể mình đậu hai chiếc xe trong gara, hay hoặc mình có thể mình đậu phía trước của cái gara mình thì không sao, miễn sao mình đừng đậu luôn thôi quý vị ha. Đó, trong cái khu này là cái nhà nào nó cũng đều giống nhau như vậy hết nha quý vị thấy. Thì và bây giờ đó quý vị cứ theo Trúc Trương và Thông Trần để đi vô trong để coi phía trong của căn nhà như thế nào. Và cái trước tiên mình vô trong căn nhà đó quý vị thấy cái đây là một cái end unit đó quý vị nha. Thì ngay chỗ này nha quý vị thấy, ngay chỗ nơi đây là cái phía sân sau của căn nhà đó. Thì những cái khu nào trong community mà mình được ở cái căn end unit đó, căn cuối cùng đó, mình nó yên tĩnh hơn và cái đất có thể nó rộng rãi hơn những cái căn nhà khác nha quý vị. Và ngay cái căn này là ở thành phố Reseda quý vị nha. Thì thành phố Reseda chỉ cách cái khu Lý Đô Sài Gòn của mình chỉ có 1 tiếng 10 phút lái xe thôi. Và cái khu này cũng khá là đầy đủ, gần freeway 405, 101 với lại gần cái park rất là đẹp quý vị. Chỉ ra đầu đường chạy chừng nửa mai thôi quý vị thấy một cái park có hồ nữa quý vị, rất là xinh. Và gần trường học nè, gần những cái khu shopping, gần food for less. Gần ở đây Trúc Trương thấy còn có cái trung tâm mà tập thể dục fitness nè quý vị ha. Ở đây coi bộ rất tiện lợi nha quý vị, cho một cái gia đình mà thích sống ở trong cái khu community. Thì có 4 phòng luôn quý vị, thành ra mình là một gia đình lớn lớn cũng đã ở được rồi. Và bây giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần đi vào bên trong của căn nhà nha quý vị ha. Mình chỉ bước chừng hai cái step mình đã thấy được cái nơi đây. Thật ra cái diện tích của cái phía cửa trước này mình có thể mình làm double door được nha quý vị ha. Nhưng hiện tại thì đây mình sử dụng giống như một single door thôi, nhưng cái diện tích là mình làm được cái double door ở đây. Trúc Trương vừa bước vô bên trong của căn nhà ở đây là Trúc Trương thấy trước tiên cái sàn này quý vị ha. Cái sàn gạch nè, cái sàn gạch mà mình nhìn nó giống như là gỗ vậy ha, cái gân gỗ ha. Thì điều quan trọng của căn nhà này là mặc dầu là cái căn nhà hai tầng giống như cái dạng townhouse, nhưng mà giống như cái style của single family,
Thì ở đây cái trần khá cao quý vị nha. Cái trần cao cầu 10, 12, mười mấy feet luôn á. Cao lắm. Ừ. Chứ không phải 9 feet đâu, chắc Trương thấy cao, cao rất là cao của cái căn nhà này. Và vừa bước vô cái cánh cửa thì Trúc Trương thấy bên trái, nếu như Trúc Trương bước vô thì bên phải đó thì Trúc Trương thấy có cái hát bát ở phía dưới đây liền luôn. À, hát bát từ cái cửa trước mình vừa đi vô bên tay phải nha. Có cái phân nửa restroom đó, cái hát bát đó quý vị ha. Cho khách sử dụng á, cái tầng dưới đó, tại vì căn nhà này không có phòng ngủ ở phía dưới lầu. À, nhưng mà có cái hát bát để khách sử dụng nha. Đó, khi ai sinh hoạt ở tầng dưới này có cái restroom để mình sử dụng nha. Và bây giờ mình vừa rời khỏi cái hát bát của căn nhà cái tầng phía dưới ha. Bên tay phải của Trúc Trương là cái cầu thang để đi lên cái phòng ngủ. Thì bắt đầu ở phía sau lưng Trúc Trương đây, thì quý vị sẽ thấy là cái phòng living room đó quý vị ha. Ngay cái phòng living room đây. Cái diện tích này, một cái căn nhà ở trong khu ha, với cái diện tích là hơn 1.742 square feet đúng không? Đây là cái phòng khách khá rộng rãi, trần cao, có reset light rồi, cửa sổ khắp nơi là lớn lắm quý vị ha. Đây cái cửa sổ khá lớn, có lò sưởi ở đây. Cái sàn thì toàn bộ phía tầng dưới là cái sàn đều giống nhau hết ha. Thì ngay ở cái phòng khách này đó, quý vị thấy có một cái sinh, coi như cái nơi đây là mình để giống như mình làm một cái bo rượu đó quý vị ha. À, mình đã có cái sinh, ví dụ như mình có thì mình có thể mình để rượu ly tách dĩa đây, hay hoặc nếu như mình không thích cái kiến ở đây mình có thể làm những cái sale, những cái kệ để mình để chân ly thêm. À, những cái ly uống rượu ở đây, có tủ đổ ở đây luôn, cái sinh này rửa tay rửa ly ở đây ha, khá lý tưởng không. Mình để chừng hai cái stool, hai cái ghế ở đây được rồi, mình uống rượu cái ba mà quý vị ha. Thì ở đây là một cái không gian của cái phòng khách đây, rộng rãi lắm. Nếu như mình để một cái bộ sectional hình chữ L đi ha, mình để đây sectional hình chữ L, mình treo tivi ở trên đây, hay hoặc là ở Cali này thật ra nóng lắm, mình ít có dùng cái lò sưởi ở trong nhà lắm không, có lạnh lạnh một chút thì mình mở hết toàn căn nhà thôi, nên mình không thích mình che lại luôn, hay hoặc mình dựng lên mình để kệ hay hoặc bàn mình mua để mình để tivi, hay hoặc mình treo lên tùy mình ha, mỗi gia đình. Ở đây là cái, coi như cái chỗ để dàn mái đi, cái ghế ở bên kia không, bộ sectional coffee table ở đây là nguyên cái không gian nó gọn bân, nó nằm vô cái góc này ha quý vị ha. Thì cửa sổ nhiều quý vị không lo là cái ánh sáng thiên nhiên rồi những cái energy tốt nó mang vô cái trong nhà, là làm cho cái căn nhà này nó thoáng gặp. Căn nhà này nó trần cao nữa quý vị ha. Cái như quý vị thấy đó, thì cái với cái căn nhà rộng rãi như thế này, phía dưới sinh hoạt gia đình đúng không, quá thoải mái luôn. Thì từ cái phòng khách này nè quý vị, mình đi trải dài qua đây, nó nối dài với coi như cái chỗ này mình có thể mình để mình làm cái phòng ăn á ha. Cái dining area ở đây, mình để cái bàn ăn ở nơi đây, tại vì cái bếp nó nằm open ra như cái khu này rồi đó. Quý vị thấy cái kitchen không, nó vừa vặn, không quá lớn mà cũng không quá nhỏ đâu quý vị. Đó, cái kitchen ở nơi đây. Thật ra cái căn nhà này với cái giá này quý vị cần upgrade chút đỉnh, chỉ cần upgrade thôi, cái nhà không có hư hại gì quý vị. Giống như những cái đồ nó cũ, người ta chưa có tân trang đồ mới theo cái thời buổi bây giờ thôi, chứ thật ra tất cả những cái đồ dùng ở đây đều đang dùng được nha quý vị ha. À, nó không có mới thôi chứ không hư hại nha. Nếu như mà cái hư hại là mình bán theo cái giá khác, là fixer upper là khác, còn cái này mình cần upgrade thôi nha. Ở đây cái sink cũng double sink không, được cái stainless steel đàng hoàng, thì quý vị dễ lên up lắm, dễ thích khe, không sợ bể, không sợ gì. Ở đây có cửa sổ nhìn ra phía bên hông của cái sân sau nha. Ở đây thật ra cái bếp này nó vừa vặn với cái không gian, cái diện tích của cái phía dưới tầng dưới này đó. Như cái căn nhà này đi đó, nếu như mà quý vị muốn, quý vị có thể remodel lại cái bếp này cũng được đúng không. Ở nơi đây còn rộng lắm quý vị, nếu mình muốn để nguyên cái dãy tủ ở bên đó, hay hoặc là mình mở ra, mình mở cái nơi đây ra nè, mở ra mình làm nguyên dài nguyên cái dãy bếp ra cái vách tường này đúng không.
không? Mình làm island ở đây, bàn ăn mình để ở bên kia cũng không sao hết, không? Quý vị thấy không? Ở khoảng thay vì mình để phòng ăn ở đây thì bây giờ mình mở cái bếp đó ra, mình mở cái chỗ này ra dài ra nguyên đây là nguyên cái dãy bếp nè, không? Cái khoảng giữa khoảng giữa đây mình làm cái island, hay hoặc là mình để cái bàn ăn ở không gian chỗ này nè, cái diện tích đây, đúng không? Thì cái bếp mình rất là rộng luôn á, cái bếp mình thật là rộng nếu như mình về mình upgrade theo cái ý của mình, đúng không nè? Đó, quý vị thấy ha. Thì ở nơi đây nó họ cũng có cái chỗ để tủ lạnh nè ha. Nếu như mà sau này quý vị upgrade cái kitchen thì mình trừ cái tủ lạnh rộng hơn, mình mua cái tủ lạnh lớn hơn, tại cái chỗ này mình có thể mình làm một cái bếp rộng lớn. Thì từ nơi đây có cái cửa để mình access ra cái garage nhá, cái garage hai chỗ đậu xe rất là tiện, quý vị thấy không? Đây đó, một cái căn condo townhouse như thế này và được hai cái gara đậu xe quá rộng rãi sạch sẽ ha. Quý vị chỉ cần gắn thêm kệ thêm sale ở trong đây là mình có thể mình chứa đồ rồi, còn vẫn dư chỗ để đậu xe ở đây nha, quý vị thấy không? Cái không, cái khoảng này có cái water heater kia còn tốt nguyên nhá, cái water heater ở đây còn rất là tốt luôn đó. Thì ở dưới gara này không có cái hệ thống máy giặt máy sấy, là tại vì tất cả các phòng ngủ đều ở trên lầu, thành ra máy giặt máy sấy nó sẽ nằm trên lầu nha quý vị ha. Ngay đây đó, có cái cửa nhỏ thì đi ra bên hông nè quý vị ha, bên hông của cái nhà đó đó, cái qua đường hy đời còn tốt nè, khách khe rất là kỹ luôn, mà đúng chuẩn safety của city luôn ha, là phải có hai cái tráp này ghi lại và cái ống này nó thoát ra cái hơi nóng cái hơi nước gì nó ra ngoài đó đó, quý vị thấy không? Rất là safety luôn ha. Cái cửa bên kia cũng vậy ha, mình mở cửa đi ra cái phía bên hông đó. Cái gara này có nhiều đường lối đi ha quý vị ha, mở bên hông nào cũng có cái lối đi ra hết. Và bây giờ á, sau khi mình rời khỏi cái gara, rời khỏi cái kitchen, mình đi ngược lại cái living room này, mình đi lên, bắt đầu mình đi tìm hiểu những cái phòng ngủ ở trên lầu nha quý vị. Như Trúc Trương nói hồi nãy, bên tay phải lúc Trúc Trương bước vô đây là cái cầu thang này ha, cái stairway đây để mình đi lên lầu. Mà trước khi mình đi lên lầu ở đây, Trúc Trương thấy có cái phòng ở đây, cái storage ở đây quý vị ha. Ví dụ mình bước vô từ cửa trước vô á, đầy dép áo khoác thì mình để ở đây rất là tiện ha, đúng không? Ở đây họ làm cái khoảng dư đây cũng rất là tiện, họ vận dụng hết tất cả các khoảng nào dư ha, cái diện tích nào cần thiết là họ làm hết ở đây. Thì bước lên trên đây là bắt đầu có laminate rồi, cái sàn lên cầu thang thì có cái laminate màu cam cam nha quý vị ha. Và bây giờ Trúc Trương vừa bước chân lên cái phần trên của căn nhà, cái trên lầu á quý vị ha. Thì bây giờ ngay đây, ngay vừa cầu thang, Trúc Trương đứng ngay đây là khoảng giữa ha, khoảng giữa của tất cả các phòng ngủ. Thì trước tiên Trúc Trương thấy ở đây có những cái cánh cửa gấp lại nè đó. Ở đây thì ra là cái laundry đó quý vị ha, cái phòng giặt đồ đó đó, có kệ có đồ ở trên đây hết rồi, phòng giặt sấy đó nó nằm trên lầu. Như Trúc Trương nói ở nhà tất cả các bốn phòng ngủ đều ở trên lầu hết, đúng không? Thì thành ra là máy giặt máy sấy phải ở trên lầu, chứ bây giờ mà mình đi xuống gara mình xách đồ đi xuống thì cũng hơi cực, đúng không? Thì ở đây là cái phòng giặt ở trên những cái tường ở đây thì có thêm những cái kệ tủ ha, những cái shelf tủ mình đựng đồ thêm như thế nào mình muốn làm dài thêm nữa thì tùy mình nha. Ở đây ngay ở đây này Trúc Trương thấy có hai cái cửa phòng, rồi mình vô cái cửa phòng này trước tiên đi nha, đúng không? Thì mà điều đặc điểm là quý vị thấy cái trần ở trên đây là nó không có bất con gì đâu nha. Sau này thì họ cũng đã làm sạch sẽ láng ho hết rồi nha. Đây quý vị thấy Trúc Trương bước vô cái phòng thứ nhất ở trên lầu nè ha, cái diện tích vừa vải thôi
tại 4 phòng lận. Thì cái phòng này là cái phòng single đó, không phải cái master đâu, nhưng mà cũng có hai cái cửa sổ nè, quý vị thấy không? Hai cái cửa sổ đây. Đó, cửa sổ đây. Sáng sủa lắm quý vị ha. Đây. Cái phòng nhỏ mà được hai cái cửa sổ như thế này, quý vị biết nó sáng sủa như thế nào, mang cái không khí trong lành đây ha. Đó, quý vị thấy có sliding door, cái tủ đồ đây, kéo qua kéo lại chút xí thôi đó, là có cái chỗ để đồ quần áo rồi, đúng không nè. Cái phòng rất là đơn giản gọn gàng nhé. Bây giờ mình đi theo phòng kế tiếp nha quý vị. Và kế bên thôi, cái phòng kế bên sát vách đây. Cái phòng ở đây nha quý vị nha, nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng y chang cái diện tích cái phòng thứ nhất vừa rồi nha. Ở đây cũng có hai cửa sổ, ở nhà này cửa sổ nhiều lắm, thành ra quý vị đừng lo là energy mà có cái chuyện gì mà không tốt nha. Toàn là cứ có ánh sáng vô là mang cái năng lượng tốt cho trong nhà nha quý vị. Đừng âm u, nhìn nó buồn thảm mà nhìn nó không có may mắn nha. Ở đây sliding door đây đó, thấy không? Đó, cái tủ đồ đó quý vị thấy không ha. Thì cái sàn gỗ đó, tất cả ở phía trên lầu đều là cái sàn laminate ở đây giống nha ha. Đó, một cái màu trắng ngà ngà cho cái nước sơn cho toàn bộ căn nhà. Và bây giờ Trúc Trương thấy thì đối diện với cánh cửa của cái phòng thứ hai hồi nãy mình mới vừa rời đó là có thêm một cái căn phòng khác đây. Đó, quý vị thấy không? Một căn phòng khác đây. Ở nơi đây thì ở nơi đây họ không, trong phòng đây thì không, họ chưa có bắt đèn vì set light hay hoặc gì. Ví dụ có nhiều người người ta thích dùng những cái đèn mà người ta gắn đó, gắn thêm đó quý vị ha. Thấy ở đây cái màn đây á là quý vị mở ra nó cũng sáng lắm, tại cái cửa sổ rất là lớn ở nơi đây nha. Quý vị thấy cửa sổ rất là lớn. Và cái đây, cái phòng này, diện tích này nó lớn hơn những phòng khác. Thì đây là cái master đó quý vị. Ở đây là cái master bath nè. Master bathroom ở phía bên trong đây. Cái sàn thì sàn gạch rồi, những cái viên gạch. Rồi những cái countertop của cái sinh là họ vẫn còn gạch men đó quý vị. Nhưng Trúc Trương nói mình cần upgrade ha. Cái nhà này cần upgrade chút đỉnh là quá tuyệt vời. Diện tích mà một cái căn nhà condo townhouse mà là được 4 phòng ngủ là quá lý tưởng. Hơn 1.700 square feet rất là rộng rãi nha quý vị ha. Có double sink rồi. Rất là tiện. Và như cái master này thì thường quý vị thấy sẽ có cái walk-in closet, đúng không? Với diện tích của cái căn phòng master này có walk-in closet này khá rộng rãi nè quý vị nha. Đó, tá hồ để đồ. Đấy, đó là cái không gian của căn master này nha quý vị. Thì bây giờ đó mình đi thêm một cái phòng cuối cùng nữa, đúng không ha. Mình tới 4 phòng lận, nãy giờ mình đi qua được 3 phòng rồi nè. Ngay cuối góc này Trúc Trương thấy có một cánh cửa, thì mình đi vào để mình xem coi là cái phòng gì đây ha. Và đây là thêm một cái phòng ngủ thứ tư, phòng cuối cùng ở trên lầu. Quý vị thấy hai bên đều có cửa sổ đây nhá. Cũng không khác gì những cái phòng khác, cũng có cái sliding door để mở những cái closet ha. Đây quý vị thấy ở trong cái closet này họ cũng làm những cái kệ sẵn rồi, những cái shelf rồi ha, máng đồ rồi mình xếp đồ mình có sử dụng được đó trong cái căn phòng này đó. Như Trúc Trương nói không sai đúng không, căn phòng nào cũng có ít nhất hai cửa sổ hết quý vị, lúc nào cũng sáng sủa. Như phòng này họ chưa có làm đèn vậy mà mình vẫn thấy nó sáng dễ sợ ha. Đó, quý vị thấy không cần buổi sáng mình không cần tốn điện đâu, quý vị thấy không. Và đối diện với cái phòng cuối cùng là phòng thứ tư hồi nãy thì Trúc Trương thấy đây là một cái bathroom nè, cái guest bathroom ở trên lầu đó quý vị. Đó.
cái sàn gạch nè. Ở cái bathroom này á, thì có cái bồn tắm ha. Cái bồn tắm cũng khá lớn, sâu, rộng rãi. Và ở đây á, thì chú Trương thấy có đất hồ sinh ở đây nè. Đất hồ sinh, quý vị thấy không? Mình mở lên thì nó hơi lớn, muộn, hơi ồn, nhưng cho quý vị thấy là trong cái không gian này nó rõ ràng hơn ha. Đó, có đất hồ sinh ở đây. Nếu như quý vị muốn upgrade cái phòng tắm này là quá tuyệt vời, tại cái diện tích nó khá rộng rãi quý vị nha. Đó, mình vẫn là giữ là double sink ở đây đúng không, diện tích còn rộng quá trời luôn, mình làm mới đẹp lên là quá tuyệt vời cho cái căn phòng nhà guest bathroom ở trên lầu nhé. Đó là toàn bộ tất cả những các phòng ở trên lầu. Bây giờ mình đã xong rồi, mình đi xuống cái sân sau thì là cái lot size là khoảng 3.000 square feet, nhưng end unit như chú Trương nói ban đầu đó, thành ra cái sân sau của căn nhà này ấy, quý vị, nó lớn hơn những căn nhà hàng xóm nha quý vị, nó cũng có một chút mảnh vườn nhỏ nhỏ. Thì bây giờ mình đi xuống xem cái mảnh vườn nhỏ nhỏ đó mình có thể mình trồng được những gì nha quý vị nha. Và sau khi mình đi tìm hiểu ở tầng trên rồi, bây giờ mình lại xuống ngược lại dưới ngay cái phòng ăn, cái kitchen thì có cái lối là cái cửa sliding door đó, là mình đi ra sân sau. Thì bây giờ mời quý vị cùng chúc Trương và Thông Trần đi ra phía sau đây để mình xem nó như thế nào nhé. Thì ngay cái sliding door mình đi ra đó quý vị ha. Sliding door thì nó ra là cái sân sau, nhưng mà bên cái side door đó ha, phía bên đây. Thì ngay đây là quý vị thấy không? Đó, cái view của cái nguyên toàn bộ căn nhà, cái phía sau căn nhà. Thì ở đây họ đã có tráng thần kỳ hết rồi, sạch sẽ ở đây. Có những cái rào gỗ xung quanh đây ha. Đó, sạch sẽ ngay chỗ này. Như cái lối bên hông này đó thì không có đi ra được ở bên ngoài, giống như mình không đặt phép ra bên ngoài, có thể mình đi qua cái lối bên kia. Như bên đây họ đã rào kín lại rồi, nhưng ở chỗ này nếu như quý vị muốn trồng cây hoặc tráng cần ri cho sạch sẽ đó thì mình vẫn có thể mình làm được nha quý vị ha. Bây giờ chỉ là đất cỏ vậy thôi đó, nếu mình muốn mình làm cái gì theo ý mình thì mình lên tráng lại nha. Bây giờ cùng chú Trương đi qua bên phía đây xem như thế nào nha. Và bây giờ có khoảnh vườn nho nhỏ ngay cái bên hông của căn nhà nè quý vị ha. Đó, đây có một chút xi măng, tráng cành ri ở nơi đây nè. Đó, có cây bông hồng thôi chứ cũng không có gì ở đây, là mấy cái rào của cái khu mình ở thôi. End unit thì mình có thêm một khoảnh sân nho nhỏ như nơi đây. Đó, nếu mình thích thì mình mua liều, mình dựng liều làm cái outdoor furniture bỏ ra ngoài đây, hay hoặc là muốn làm cái gì mình làm sạch sẽ lại. Tại căn nhà này thật sự là người chủ người ta cho thấy nên mướn đó quý vị, thì hình thức nó chỉ là landscape, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, họ không làm gì nhiều hết, thôi dễ thích khe đúng không. Đó, như nơi đây chú Trương nói ở bên hướng bên hông này thì có cái cánh cửa để mình mở ra, mình đi ra bên ngoài mình đổ rác, hay hoặc mình muốn làm vườn hay máy cắt cỏ hay cho trồng cây gì mình ra vô hướng này ha. Còn bên kia là mình không đi ra được nha, bên đây đó. Như ở bên hông này đó, đó cái khoảng này đó, mình làm khoảng sân rộng rãi nè. Đó, mình muốn sinh hoạt gì là ở nơi đây ha. Đó, quý vị thấy. Còn ở những cái căn nhà khác, không phải end unit, nó không có một miếng đất như vậy đâu quý vị. Nó chỉ vừa vặn chút xíu, mình đi ra mình tắm nắng chút thôi. Còn đây mình còn có thể làm cái sinh hoạt gì ở phía sân sau này được nha quý vị ha. Đó là toàn bộ những gì mà chú Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị ở phía ngoài sân của căn nhà này nha quý vị nha. Đó là toàn bộ những gì mà chú Trương và Thông Trần muốn gửi đến cho quý vị. Cái căn condo của chú Trương và Thông Trần mới vừa lên thị trường tại thành phố Reseda quý vị.
giá bán là 639.900 quý vị nha. Nhà rộng khoảng 1.742 square feet, cái lot size khoảng 3.000 square feet. Nhà xây năm 1992, có 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm nha quý vị. Nhà trần khá cao và có mái ngói ở bên ngoài nha quý vị. Và ở cái khu vực Resida này, chỉ cách khu Lý Đôn Sài Gòn của mình có khoảng 1 tiếng 10 phút lái xe, gần Freeway 405, Freeway 101 quý vị ha. Thì Trúc Trương thấy ở phía bên đầu đường lớn đó, chỉ đi ra chút xíu khoảng chừng chưa tới nửa mai là có một cái phạt rất là lớn và rất xinh xắn quý vị. Một cái phạt có hồ nữa, có hồ nước, có vịt trời bơi rất là xinh. Nếu như quý vị mà muốn chạy bộ hay là muốn tập thể dục ngoài phạt thì rất là gần luôn. Và gần đây cũng có chợ Food for Less, rồi có chợ những cái shopping giống như là nhà hàng, quán ăn đủ thứ hết, những cái plaza đó quý vị, thậm chí có cái khu fitness center để tập thể dục nữa, rất là tiện lợi ở nơi đây nha quý vị ha. Nếu như mà quý vị có nhu cầu mà đi tìm nhà hoài ở cái hướng Orange County hay hoặc những cái trung tâm lớn của Los Angeles mình tìm hoài không có, thì những cái thành phố khác ở San Bernardino hay Riverside mình tìm ngoài không ra căn dưỡi, thì ở thành phố Reseda này Trúc Trương và Thông Trần đang list một căn nhà nha quý vị. Cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần để biết thêm chi tiết, lấy hẹn đi xem cái căn nhà này nó đi thác quý vị. Không có chung vách với ai hết mà end unit yên tĩnh, đậu xe rất là thoải mái. Cái SOE chỉ có 393 đồng một tháng thôi. Và cái khu vực này community chỉ có 24 căn nhà thôi, là không có nhiều đâu quý vị, không có cổng, chỉ chạy vô cái khu thôi. Thì cứ liên lạc với chúng tôi. Ngoài căn nhà này, chúng tôi còn có thể giúp quý vị tìm những cái thành phố khác nếu như quý vị có nhu cầu. Chúng tôi là Real Estate Broker, làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và San Diego nha quý vị. Cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần 24/24, 7 ngày một tuần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Đặc biệt là cái giá rất là phải chăng cho quý vị muốn list nhà trong thời điểm này. Chúng tôi sẽ làm việc rất hết mình, quảng cáo khắp nơi, social media, đọc trên đài radio, quảng cáo những cái listing của quý vị. Thành ra để quý vị có cơ hội bán rất nhanh và giá rất là vừa ý theo quý vị mong muốn nha quý vị. Cứ liên lạc với chúng tôi 714-717-3691 hay hoặc cái kênh YouTube Tâm sự Địa ốc này của Trúc Trương và Thông Trần. Nhất là những quý vị lần đầu tiên mua nhà, không có biết mình bắt đầu từ đâu, thì nơi đây chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị từ A đến Z. Cũng như quý vị nào đang tìm hiểu, muốn ngóng trong tin tức hàng ngày về tình hình địa ốc, thì nơi đây cũng là giúp cho quý vị có được những tin tức mới. Thì cứ liên lạc với chúng tôi hay hoặc là kênh YouTube này, nhớ like, share, subscribe thật nhiều Tâm sự Địa ốc nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Nhớ 714-717-3691 nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị.